Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Biết tin gì chưa? Biết tin gì hot chưa? OB21, OB21 tự chiến sẽ đấu rank. Tự chiến sẽ đưa vào đấu rank OB21. Có luôn. Không biết luôn. Chà. Không biết đâu. Thông tin mới nhận mà lại kêu là không biết. Ôi thì không biết đâu trời. Em có OB21 không? Có. Chơi thử chế độ tự chiến đấu rank chưa? Đấu rank tự chiến. Tức là em phải là tự chiến sẽ đưa vào đấu rank. Sẽ được tính điểm rank luôn. Ờ, thì cũng bắn như bình thường. Thì bắn nhau bình thường. Sao không chơi map sao mà. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tự chiến đấu rank. Cái mặt đấu rank chứ. A few moments later. Ok mọi người, thì hiện tại bây giờ mình đang có mặt trong cái OB20. Thì ở trong OB20 này chúng ta sẽ có rất là nhiều chế độ mới đó mọi người. Mình sẽ làm từng cái một nha. Nhưng mà chúng ta có cái chế độ xếp hạng tem 4 là nó sẽ trở thành là tử chiến đấu rank, là sau này tới OB20 là mọi người sẽ đấu rank bằng tử chiến luôn. Đấy là tức là mọi người sẽ có thêm một cái gọi là đấu rank bằng tử chiến. Mình sẽ mời cô Ngân vào test thử cho mọi người coi. Cái này chỉ chơi được tem 4 hoặc là solo thôi. Ok bây giờ thì chúng ta sẽ vô và chúng ta sẽ chơi thử cái chế độ tử chiến đấu rank này để xem là nó cộng điểm rank như thế nào nha mọi người. Ui mở ra luôn cơ, nó mở ra luôn rồi cơ. Cái gì lag quá. Thì OB bên nước ngoài thì phải chịu con lag tí, gọi là thịt chó qua mắm tôm con cá. Ôi vô gãy trong chết, gãy ranh đó. Này coi anh này. Ui đấu ranh này là toàn là kỹ năng cao thôi. Ui ui ông này tốc biến. Trời game. Ui ui sao tôi bị bắn. Sao anh bị bắn quá trời vậy. Sao ở đâu cũng bắn anh ơi. Bị bắn không vậy, đau quá. Ơ anh chết chưa vậy? Chưa. Ok mình chưa chết nha mọi người. Có một bạn bị chết rồi, team mình có một bạn bị gục rồi. Ui ui chết rồi. Này này, này thì bắn tôi, này thì bắn tôi, một ông. Rồi còn ông nữa đâu? Bên này Quốc ơi, bên này bên chỗ vợ này anh. Bên chỗ vợ á, bên này cũng có một ông này. Đây đây. Lé quá không bắn được. Rồi, thắng rồi. Ủa bên chỗ vợ hả? Trời ơi, nhìn cô Ngân nhìn nhìn như con bót vậy, không nhận ra được đâu là cô cơ, đâu là con bót luôn á mọi người. Khổ dạ, ghê. Dạ vâng. Khổ ghê. Nè, nhìn này, ai cũng nhân vật mới được các kia kiểu. Là, cô Ngân kia nghe. Vừa là con gái, bây giờ vừa làm con trai không được à. Điệp mẹ. Rồi, ở OB20 này thì tự chiến cô được. Cô Ngân có râu. Đâu, cô Ngân có râu hả? Đâu, cô Ngân có râu đâu? Có râu. À, cô Ngân đâu có râu. OB20 này thì tử chiến sẽ được đưa vào đấu rank nha mọi người. Tức là mọi người sẽ gặp những người có khả năng. Ví dụ mọi người rank huyền thoại, mọi người sẽ gặp mấy ông rank huyền thoại luôn. Đấy. Ví dụ rồi mọi người rank mà rank kim cương thì mọi người sẽ gặp mấy ông rank kim cương luôn. Gọi là set kỹ năng với nhau ấy. Lát quá, sao mà giết địch được. Ôi trời ơi. Bắn cả mũi nó mới chết luôn. Lát quá. Kiểu đang chơi bên server nước ngoài nó lắc quá mọi người ơi, nó lắc như thịt chó cắn mắm tôm vậy. Ui sao hai người gục rồi. Đồng đội mình gục rồi anh ơi. Anh biết rồi, từ từ để đó anh lo cho, anh cân được. Gục một, gục một, gục một, gục một, gục một, gục một. Trời ơi. Nó đi. Cứu đồng đội mày á mày. Này thì... Lêu lêu. Lêu lêu. À. Lêu lêu. Nhìn cái tướng là muốn gãy rồi. Nhìn cái tướng. Này, đừng có khinh thường người khác nha. Đề nghị cô Ngân không khinh thường người khác nha. Wamachi Tino. Không có khinh thường người khác đâu. Bọn về khinh thường. Ui, có cái lũ khói gì kìa anh. Đâu? Ui, có lũ khói hả? Đâu? Có lũ khói ở trong đó kìa. Anh không có đủ tiền mua. Cô Ngân mua cho anh mượn. Anh chơi thử. Đây. Cô Ngân. Anh không có tiền mua. Ok bán xong mình sẽ mua thử lũ khói nha mọi người. Ui có lũ khói kìa, lạ hoắc luôn. Ôi không biết lũ khói nó sẽ như thế nào. Ok mình nghĩ là lũ khói đó sẽ là khói và lũ. Mẹ thằng nào bước hay lại. Quá bị đó một thằng nó bắn hay quá. Một ông gục. Mẹ nước ngoài với nước trong.
Đưa tiền đây, tao mua lựu khói cái coi. Rồi xong, có người gục nữa rồi. Đây đây, hình như là đằng sau hàng rào này. 1, 2, 3, nhảy ra. 1, bạn. Ôi, với có một người rồi. Có một người rồi, đang cứu kìa. Mạng hơi lag. Đâu ơi, server nước ngoài mạng lag quá, đừng có gạt tao. Tao đang nỉ mày đừng gạt tao. Tao đang nỉ mày đừng gạt tao rồi, tại sao mày vẫn gạt tao? Hay quá con người ơi. Hay quá. Rêu rêu, rêu rêu. Cái điều cọc con. Cái gì? Cái điều cọc. Cái điều cọc co là cái con gì? Đây, mua trước. Lựu khói đi. Mua trước một cái lựu khói này. Một AN94 này. Một giáp này. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử lựu khói nha mọi người. Cái thằng này đi ra chỗ đó chơi. Sao bom kia mua được có ai quả vậy? Lựu khói nè. Ủa, bom keo. Bom keo mua được. Ôi, giới hạn hết rồi. Giới hạn bom keo, giới hạn lựu khói rồi. Chỉ có lựu đạn là được mua free thoải mái thôi. Ok, bây giờ tôi sẽ ném lựu khói. Ui, nó có tiếng gì xì xì kìa. Không ai thấy tụi, không ai thấy tụi. Không ai thấy tụi hết, không ai thấy tụi hết. Không ai thấy tụi hết. No. Không ai thấy tụi. Nó thấy liền. Thấy chưa, tôi bắn kìa. Ui. Ui, sao bạn kia bị gục vậy? Bạn kia bị chết rồi. Ôi, 198 máu không chết kìa. Không sao nha mọi người. Không ai thấy tụi hết. Ôi, ôi, ôi. Mé mày. Mé mày. Trời tao. Ôi. Địch cờ khắp mọi nơi rồi. Rồi nó giết anh luôn. Trời ơi, cố gắng để đánh team đây. Cố gắng núp trên nóc nhà. Ui, cái gì đấy? Ý, cậu ấy ném lựu khói kìa, cho coi lựu khói cái coi cái thằng cu kia. Được rồi, được coi lựu khói rồi. Cậu ấy công ra. Ôi, sao nó tụ đuổi? Ủa sao nó tụ đuổi súng được vậy? Hết đạn là sẽ đổi súng. Chế độ mới hết đạn là sẽ đổi súng nha mọi người. Rồi, có cân gục rồi. Bạn San ơi, bạn San. Ui, thắng. Hay quá, bạn San hay quá. Rồi, kiểu này lên danh rồi mọi người, kiểu này lên danh rồi. Ôi, bạn San có khẩu súng MP luôn, sao mà nó giàu vậy? Ai biết, nhưng mà mình chỉ cảm thấy một điều là lag quá. Chúng ta lại mua lựu khói. Ôi, không đủ tiền mua lựu khói, con cần mua hộ cục lựu khói đi. Nhưng mà, ok. Cho tiền mua lựu khói. Nè, lựu khói nè. Đâu? Đâu? Quăng ra nè. Yeah. Ta ném. Ném cái gì vậy trời? Không ai thấy ta hết. Không ai thấy ta hết. Còn lâu mới thấy ta. Không ai thấy ta hết. Quá phụ bạn San kìa. Kệ bạn ấy, cho bạn chết đi. OP21 có nhiều cái hay lắm mọi người. Bạn San công 2 luôn. Tấp biến rồi. Ôi, bạn San công 1 rồi à. Bạn San cục rồi. Bắn vậy không chết ba, lừa ba. Ôi, lét quá, anh ơi, đi yếu lắm rồi. Giết của Ngân. Top 1 rồi. Chúng ta sẽ xem thử xem là nó tăng. Nó tăng được bao nhiêu điểm nha mọi người. Chúng ta sẽ xem thử xem là nó tăng được bao nhiêu điểm nha. Không biết là nó tăng được bao nhiêu điểm đấu ranh vậy. Ok, vậy là nó tăng sao? Lên rank luôn. Thắng cộng 1 sao, chuỗi thắng cộng 1 sao. Là ví dụ mình chơi mà chuỗi thắng là mình được cộng thêm 1 sao nữa. Là sao? Là nói chung là mình cứ thắng là mình sẽ được cộng sao nha mọi người. Ok, vậy là chúng ta vừa mới chơi chế độ tứ chiến đấu rank xong. Ui, đấu rank nói chung là bây giờ mình là lên rank này nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ gọi là sơ sơ qua một tí về OB21 cho mọi người coi luôn. Đầu tiên thì chúng ta có đó chính là một con nhân vật mới đẹp hơn cô Ngân. Xấu thế cơ. Đẹp hơn cô Ngân, xinh hơn cô Ngân, tươi hơn cô Ngân. Và bị cô Ngân vã cho vào mồm. Mâm to đó. Thứ hai là chúng ta sẽ có một con trợ thủ. Đáng yêu. Con trợ thủ đáng yêu. Lần đầu tiên mình thấy đáng yêu. Trời ơi, nó đúng đáng yêu luôn á vợ. Ok, cho nó ăn miếng nha mọi người. Mình không có tiền cho nó ăn nhiều giống như cô Ngân. Cho nên là mình chỉ có cho nó ăn được một miếng thôi. Cho nó tăng lên là level 2 rồi nè. Thờ kinh trợ thủ. Thờ kinh hành động. Ui, anh có một hành động rồi. Nhảy. Tưng tưng.
Ui đáng yêu vậy lồng. Ok vậy là hai cái. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem là có trang phục nào mới không nhá. Ok vòng quay chắc chắn bộ này về Việt Nam sẽ trở thành vòng quay vàng nè mọi người. Nhưng mà bộ này ấy, bộ này thì vừa rồi mình có đi quay ở bên nước ngoài thì nó là vòng quay vàng. Còn về tới Việt Nam thì ít bữa nữa mình nghĩ là nó sẽ trở thành một cái gì đó rất là đắt đỏ đấy. Bởi vì đây là bộ đồ mị nương nha mọi người. Mình giới thiệu với mọi người luôn, đây là bộ đồ mị nương sắp tới của Karina. Hay không vợ? Hay không vợ? Bí mật. Không. Bật mí bí mật. Ok, vậy là chúng ta chỉ có nhiều đó là mới thôi. Còn lại chúng ta có mấy cái chế độ mới như là nhặt thẻ này. Rồi đổi ra sang là tử chiến có xếp hạng thôi. Đấu tử chiến thì sẽ là đổi thành đảo sa mạc. Hết rồi đó. Nói chung là OB20 nó có như vậy thôi à mọi người. Cho nên là mọi người cùng mình làm hết những clip về OB20 nha. Ngày mai thì mình sẽ chơi chế độ nhặt thẻ. Sau đó thì mình sẽ chơi thử chế độ tử chiến đảo sa mạc cho mọi người coi nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người. Chỉ vậy thôi là anh vui rồi. Cảm ơn tình yêu em đã trao về anh, dẫu không bên nhau nhưng anh hiểu.